Welcome back to my channel Lubu Live Vlog. Và hôm nay và bây giờ là mình ăn cơm chiều các bạn. Vừa mới về và bây giờ ra đây ngồi ngắm cảnh rồi ngồi ăn cơm luôn. Đó, sẵn review cho các bạn xem cái chiều nay ăn cơm với cái gì. Đây. Ăn cơm với thịt gà hồi tối. Canh gì ta? Canh củ mỡ với lại thịt heo khô. Đó, rất là ngon nha các bạn. Giờ đi tính đi tập yoga mà đói bụng quá chịu không nổi, cho nên là bây giờ phải ăn trước cái đã rồi mình sẽ đi tập sau nha. Rất là ngon các bạn ơi, rất là đói bụng luôn á. Trời lạnh nên hay thấy hay đói bụng quá. Nóng quá mà cho các bạn đi xem cảnh cho nên phải ra qua đây ngồi. Canh gì ta? Nè, canh củ mỡ á thì mình thích ăn cái cục bự bự á, ăn nó mới đã, còn bào nhuyễn ra quá hấp mùi vị rồi ăn đâu có ngon lành đâu. Mami, cái gì? Cơm chưa mami? Ăn cơm chưa? Chưa. Ủa nó mua đến đâu rồi nè? Mua đằng kia. Cái gì vậy? Cái này không tao làm gỏi cho ăn nè. Cái gì ẩu qua tay quá không? Để đừng đi đừng nửa tiếng không giờ về. Hả? Đi được nửa tiếng không? Đi nhiều, cứ là đi 50 phút. Ừ. Đi ra đây coi hoa hồng buổi chiều. Đã không các bạn? Buổi chiều nhìn mát ghê ha. Wow, ở đây hơi bụi nhưng mà có hoa hồng. Bông hồng đẹp lắm mày. Cái gì? Bông hồng nè. Hả? Sao lên video nhìn đẹp dữ ta? Màu đậm. Nè, không có mày coi video kìa đẹp không? Đẹp. Màu đậm, đẹp. Ở ngoài đâu? Ở ngoài cũng vậy mà. Ở ngoài thấy nó hơi nó bầm bầm hơn, đây nhìn nó tươi nè. Chiều ngắm cảnh nghe xuống chứ bộ. Ngắm ké thôi. Giờ ăn cơm đấy. Cái giường bờ giường khu giường nhỏ nhỏ này là chị mình với mẹ mình với lại anh mình đó, mỗi người trồng miếng nè. Hoa lan. Ủa cái lan này sao nó nở lâu dữ vậy ta? Nó bữa giờ chưa tàn luôn hả? Lan nè. Ủa không thách gì vậy? Anh đất hả? Liết không? Anh bày đặt liết liết. Ok, và bây giờ xin chào các bạn nha. Mình phải ăn cơm bây giờ đây. Tại vì quay rồi không có ăn được. Bye bye.